Các bạn đang nghe chuyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời các bạn đến với tập 14 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến do MC Khánh Di diễn đọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, tại Lâm Mông Vũ Trụ, sau khi Tần Tư rời đi, mây vần vũ kéo đến ầm ầm, tiếng sấm nổ ầm ầm. Điều này nói cho Lâm Mông Vũ Trụ một điều: một tân thần vương vừa mới đản sinh. Nở một nụ cười khổ nhìn bầu trời. Chỉ một thượng bộ thiên thần hiểu được không gian của thần vương. Ở chỗ này có lẽ ta là thần vương yếu nhất rồi. Tần Tư lĩnh ngộ không gian của Tần Mông Vũ Trụ là chủ yếu. Đối với Lâm Mông Vũ Trụ chỉ dừng lại như trước kia, chỉ dừng lại ở mức thượng bộ thiên thần cảnh giới. Nhưng ở đây Tần Sương không sở hữu được thần vương cảnh giới, không được sở hữu thực lực của thần vương. Tân thần giới đản sinh cũng làm kinh động đến rất nhiều thần vương tại Lâm Mông Vũ Trụ. Lần này Tần Tư trở lại khiến cho nhiều người phải suy nghĩ và ngạc nhiên, liệu không biết có phải Tần Vũ đã trở lại hay không. Sứ giả nắm được một chút không gian pháp tắc, Tần Tư cũng chỉ biết lắc đầu. Hôm nay hắn chỉ nắm được một chút không gian pháp tắc của Hồng Mông không gian, chỉ một mình hắn thì không đủ sức mở được thông đạo. Những thần vương đến xem đều chỉ từ đằng xa đứng nhìn, không ai có ý định lại gần. Những thần vương ở Lâm Mông Vũ Trụ Tần Tư biết không ít. Trong lòng Tần Tư cũng đang dự tính có nên hay không nhờ bọn họ giúp sức mở một thông đạo. Tần Tư! Trước mặt Tần Tư bỗng nhiên xuất hiện hai người mỉm cười với hắn. Đoan Mộc thần vương, Sa Hầu thiên tôn. Tần Tư con mắt sáng ngời, hai người xuất hiện trước mặt Tần Tư có mối quan hệ rất tốt với Tần Vũ. Đó chính là Đoan Mộc Ngọc và Sa Hầu Viên. Sao ngươi lại trở lại, Tần Vũ đâu? Đoan Mộc Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, còn Sa Hầu Viên chỉ mỉm cười không nói. Cha vãn bối đang ở Tân Vũ Trụ, vì quá nhàm chán muốn giải khuây nên trở lại một chuyến vậy. Chuyện muốn đi tìm Tần Sương, Tần Tư cũng không có nói ra. Đã lâu không gặp Tần Vũ Sư Thúc, nếu lần này Tần Tư trở lại, xin chuyển lời cho Tần Vũ Sư Thúc, nếu có thời gian, Sa Hầu xin được viếng thăm. Quan hệ của Sa Hầu Viên và Tần Vũ rất tốt. Do Tần Vũ trở thành tam đại khống giả của vũ trụ nên Sa Hầu Viên phải gọi Tần Vũ là sư thúc. Sa Hầu Thiên Tôn khách sáo quá rồi, cha ta cũng rất nhớ ngài. Sa Hầu Thiên Tôn muốn đi lúc nào cũng được mà. Tần Tư khom người một chút, đối với Sa Hầu Viên hắn một mực tôn kính. Cha hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, công lao của Sa Hầu Viên quả thật không nhỏ. Sa Hầu Thiên Tôn, ta hiện nay có việc muốn làm tại hạ giới, không phiền xin mời Sa Hầu Thiên Tôn mở cho ta một thông đạo. Tần Tư mỉm cười nói, thần giới có rất nhiều kẻ thù của Tần gia, mặc dù những kẻ này rất e ngại Tần Vũ, thế nhưng Tần Tư cũng có cảm giác không nên ở lại chỗ này lâu. Sao không lưu lại đây mấy ngày, vội vã xuống hạ giới làm gì? Sa Hầu Viên biết tình huống Tân Vũ Trụ, cũng hiểu được Tần Tư ở không gian này không phải là thần vương cảnh giới. Không được, khi nào quay lại nhất định sẽ bái phỏng Sa Hầu Thiên Tôn. Cậu muốn đi chỗ nào tại nhân gian giới đây? Tan muốn đi Tu La giới. Tu La giới ư? Sa Hầu Viên có chút nhíu mày, không gian này lão cũng đã từng đi qua, chiến tranh liên miên không dứt, Tu La thần vương phi thăng cũng chính là từ không gian này. Sa Hầu Thiên Tôn tiện tay vung lên, một không gian thông đạo xuất hiện trước mặt Tần Tư. Ngay lập tức hắn hướng hai người Sa Hầu Viên và Đoan Mộc Ngọc thi lễ rồi tiến vào thông đạo, biến mất khỏi thần giới. Hắn cũng ở nơi này sao? Sa Hầu Viên trong lòng vừa động, vừa rồi khi mở ra thông đạo, lão đã quan sát một vòng tại Tu La giới và cũng phát hiện Tần Sương đang có mặt tại địa phương này. Hai con trai của Tần Vũ đều xuất hiện tại một phiến không gian. Sa Hầu Viên không nhịn được trên môi xuất hiện một nụ cười. Tu La giới, trong một thời kỳ rằng co ngắn ngủi, Tu La ma giới không ngừng thất bại từ tuyến tuyến đến hậu phương. Tại khu vực phụ cận của Thiên Sinh Tinh, cương thi nhất tộc ngày càng nhiều. Ai, ở hạ giới thật thoải mái ha. Tần Tư tại Tu La giới thì cực kỳ thoải mái. Thần thức nhanh chóng tìm được chỗ trú ngụ của Tần Sương. Tiểu tử này thật thoải mái à nha, bên người lại có không ít mỹ nữ. Tu La đế quân có ngụy trang cũng không thể thoát khỏi thần thức của thần vương Tần Tư. Mà lúc này bên người Hồng Quân đang làm hắn đau đầu chính là Tư Đồ Minh Nguyệt. Ngày đó sau khi Yến Thành, Tư Đồ Thắng lập tức cho người trong gia tộc mình, chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, khẩn cấp tới tiền tuyến. Lần này Tư Đồ Thắng quyết tâm muốn Hồng Quân trở thành con rể của mình.
Khi Tần Tư đến, Tư Đồ Minh Nguyệt chính là đang đi theo Hồng Quân, luôn miệng Hồng Quân ca ca, khiến cho Ngộ Không, Cổ Bàn đều ở bên cười trộm. Còn Phượng Hy thì với khuôn mặt mập mờ, nhìn vẻ mặt đau khổ của Hồng Quân chằm chằm. Hồng Quân ca ca, cha muội nói sau này muội sẽ gả cho huynh, nên sau này muội nhất nhất phải đi theo huynh. Tư Đồ Minh Nguyệt tựa như một tiểu hài tử, cách nói cũng rất trẻ con, nhưng không ai có thể thấy được trong mắt của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên một ý tứ rất thích thú. Tư Đồ tiểu thư à, ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ta chỉ xem cô như muội muội mà thôi, chúng ta không có khả năng thành thân đâu, cô hãy về với cha cô đi. Ai... Hồng Quân vỗ mạnh vào đầu, lần này hắn bị tiểu nha đầu này làm cho phát điên lên rồi. Không được, cha muội đã nói rồi, muội nhất định phải đi theo huynh, nếu không sau này sẽ không ai còn thích muội nữa. Hồng Quân ca ca, có phải không muốn nghĩ cho ta hay không? Âm thanh Tư Đồ Minh Nguyệt càng nói càng thấp, cuối cùng biến thành tiếng khóc. Lại nữa rồi. Hồng Quân bi thảm gào lên một tiếng. Mấy ngày nay Tư Đồ Minh Nguyệt khóc không ít, nhìn thấy nàng vừa khóc mọi người đã vội trách hắn. Mỗi lần Tư Đồ Minh Nguyệt như vậy đều làm cho Hồng Quân hao tổn hết khí lực. Tiểu tử này sao lại như thế? Thế nhưng Tư Đồ Minh Nguyệt này cũng thật là ngốc nghếch khờ khạo à. Tại tẩm cung, Tu La Ma Đế vẫn đang dùng ma thức để theo dõi bọn hắn. Một tiếng cười nhẹ vang lên, khuôn mặt nàng bỗng sáng lạn và tươi đẹp vô cùng. Chỉ trong 3 ngày, mọi tình huống ở Tu La Ma giới Tần Tư đã nắm rõ hết. Không những thế, hắn còn biết được danh tiếng của 4 người Hồng Quân, biết được những biểu hiện gần đây nhất của hắn. Lần này, Tần Tư đang ngồi trên một tinh cầu cách tiền tuyến không xa uống rượu, ngồi trong tiểu lâu nghe người ta nói về những chiến công anh dũng của Hồng Quân. Mỗi lần nghe kể xong, khóe miệng của Tần Tư lại nở một nụ cười. Thời gian lại trôi nhanh, chuyện của Hồng Quân cùng Tư Đồ Minh Nguyệt cũng đã xong xuôi. Vì đã 50 năm thời gian trôi qua, lúc này Cương Thi nhất tộc đã phát động một cuộc phản công. Hồng Quân 4 người lại một lần nữa bôn ba tại chiến trường. 6 vị tử nhãn Cương Thi vương của Cương Thi nhất tộc đều xuất quân, có cả ngân nhãn Cương Thi hoàng Huống Nhật Minh dẫn quân. Trung lộ của Âu Dương Phạm tổn thất nặng nề, từ hơn 100 vị ma đế giờ chỉ còn hơn 80 người. Tu La Đế quân mang 4 người bọn Hồng Quân tới trung lộ đối phó với binh lính của Cương Thi nhất tộc. Lúc này 4 người của bọn Hồng Quân đang bao vây 4 tử nhãn Cương Thi, còn 2 tử nhãn Cương Thi thì bị Cửu Đại gia tộc bao vây. Đứng từ xa quan chiến chính là Tu La Đế quân và ngân nhãn Cương Thi hoàng. Huống Nhật Minh, rốt cuộc ngươi nhịn không được rồi ư? Tu La Đế quân có chút cười cười. Trong 50 năm qua, Tu La Ma giới gây không ít áp lực cho Cương Thi nhất tộc. Không cần Tu La Ma giới khởi động chiến tranh thì ngay cả người trong Cương Thi nhất tộc cũng sẽ xảy ra bạo loạn. Tu La, quả thật ta nhịn không được nữa. Thế nhưng trong trận này không có nghĩa người nhất định sẽ thắng. Ai là người có thể cười cuối cùng chúng ta còn chưa biết được đâu. Cương Thi hoàng nhẹ nhàng cười nói. Trông bọn họ như là hai lão bằng hữu lâu năm không gặp. Người nói một câu, ta đáp một câu, chứ không giống như hai người nhất định phải có một người tử vong. Uỳnh, uỳnh. Ngân nhãn Cương Thi hoàng và Tu La Đế quân đều bị tiếng nổ này hấp dẫn. Cùng Tôn Ngộ Không đối chiến là một tử nhãn Cương Thi, sau hai lần biến thân đã bị Kinh Thiên Tam Côn của Ngộ Không đánh trúng trọng thương. Huống Nhật Minh vừa định nhích người thì ngay lập tức La Băng đã phát ma đế lĩnh vực. Huống Nhật Minh thân thể vừa chậm một chút đã mất đi cơ hội duy nhất cứu thuộc hạ của mình. A! À... Tôn Ngộ Không sử dụng chính là Kinh Thiên Tam Côn, phi người lên cao hét lớn một tiếng, kim bổng kéo theo kim quang vụt xuống, lập tức đầu của Tử Nhãn nở hoa, huyết châu trong người của Tử Nhãn cũng bị đánh cho nát bấy. Tôn Ngộ Không nghênh chiến không lâu đã đánh chết tại chỗ một Tử Nhãn Cương Thi, cả Tu La Ma giới binh sĩ đều đại hỉ, tâm lý phấn chấn. Mấy gã Tử Nhãn còn lại lập tức phi thân bỏ qua đối thủ của mình, hướng Tôn Ngộ Không công tới. Huống Nhật Minh, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn. Tu La Đế quân La Băng thuấn chuyển tới bên cạnh Huống Nhật Minh, trên tay nàng cầm một tiểu kiếm. Chạy ư, sao ta lại phải chạy trốn đây? Huống Nhật Minh cười ha ha lên một tiếng. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, hai hoàng giả nhanh chóng lao vào nhau chém giết. Tu La Đế quân cùng ngân nhãn Cương Thi hoàng khai chiến, có nghĩa là Tu La Ma giới và Cương Thi nhất tộc đi vào một trận chiến cuối cùng. Hai vị hoàng giả, ai có thể là người đứng vững đến cuối cùng thì đó chính là thắng lợi cuối cùng. Năm tử nhãn Cương Thi đồng thời với công Ngộ Không, ba người Hồng Quân vội vàng tiến lên tương trợ. Chín người hỗ trợ cùng một chỗ, phiến không gian kịch chiến này cũng không thua kém phiến không gian của hai vị cường giả đang giao chiến.
Thú vị, Tiểu Sương đánh nhau, dáng cũng rất là đẹp. Tại tiểu lâu xa xôi, Tần Tư mỉm cười rồi đột nhiên biến mất. Kính Thiên Tam Côn! Lần này chợt quát lên không phải Ngộ Không mà là Hồng Quân. Sau khi Hồng Quân đạt được bát cấp tiên đế, đã sử dụng Kinh Thiên Tam Côn, hắn cùng Ngộ Không một trái một phải đều sử dụng Kinh Thiên Côn Pháp. Tam Côn vừa xuất ra, không gian vỡ nát, một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ hút lấy một tên Tử Nhãn Cương Thi đang đứng gần. Kinh Thiên Tam Côn của Hồng Quân xuất ra một điểm cũng không yếu hơn so với Ngộ Không. Tử Nhãn trong nháy mắt biến thân lần ba, chịu khổ ngăn cản Kinh Thiên Tam Côn của Hồng Quân. Côn ảnh còn chưa biến mất, vừa rồi là một chiêu Kinh Thiên Tam Côn. Tử Nhãn Cương Thi lần thứ ba biến thân cũng chịu không nổi, lại một đạo kim quang đập xuống, lập tức biến Tử Nhãn thành mạt phấn. Uống Nhật Minh bị La Băng cuốn lấy, không có thời gian để cứu lấy thuộc hạ của mình. Hồng Quân nhất thời đánh chết một Tử Nhãn Cương Thi, cả chiến trường vang lên tiếng reo hò phấn khích. Sao mà không phấn khích cho được khi Tu La Đế Quân và bốn người Hồng Quân chưa đến một canh giờ mà đã giết được hai Tử Nhãn Cương Thi Vương. Tiểu Quân, ngươi và Ngộ Không giờ danh tiếng không nhỏ à nha. Cổ Bàn nhẹ nhàng cười, thần kiếm trong tay liễu động. Bọn họ hai người đều chém giết được Tử Nhãn Cương Thi, hắn là con rể của Tu La Ma Giới, làm sao có thể kém hơn bọn họ được. Giờ chỉ còn có bốn người, Tử Nhãn Cương Thi Vương đều tụt cùng kinh ngạc, sững sờ. Mấy ngàn ngàn năm qua, huynh đệ bọn họ ở cùng nhau. Trước đây mất đi một người, giờ trong chốc lát đã mất đi hai người. Trên chiến trận chỉ còn bốn người có khả năng chiến đấu, có mơ chúng cũng không nghĩ ra kết quả như thế này. Bao, bao! Bị Cổ Bàn chiếm mất thượng phong, Tử Nhãn Cương Thi kia có thể nào cũng không nghĩ đến Cổ Bàn lại tự bạo cực phẩm tiên khí của mình. Vụ nổ gây ra một dư chấn khiến cho Tử Nhãn Cương Thi kia bị thương nhẹ. Cổ Bàn tự bạo vũ khí vì muốn chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng trên tay hắn nhoáng lên xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này chính là trước đây Hồng Quân đưa cho hắn và cũng chính là một món trung phẩm thần khí. Trước đây Hồng Quân không những đưa cho Cổ Bàn trung phẩm thần khí tiên kiếm mà còn cho hắn cả phá thiên kiếm quyết nữa. Lần này Cổ Bàn tự bạo cực phẩm tiên khí cũng coi như là không mất mát gì lớn. Tiểu tiên kiếm trong tay Cổ Bàn nhanh chóng biến thành lớn, một đạo kiếm khí xé trời khiến cho không gian vỡ nát, trực tiếp hướng Tử Nhãn Cương Thi bổ tới. Khi kiếm khí được phóng ra thì Cổ Bàn ngay lập tức sử dụng vực của mình. Hơn nữa trong chiêu kiếm này, Cổ Bàn còn vận dụng vào đó Từ Hồng Quyết năng lượng lên, lần này có thể gọi là một chiêu thất sát được gã Tử Nhãn này. Uỳnh một tiếng, Hồng Quân ba người phối hợp dây dưa với ba gã Cương Thi còn lại, khiến cả ba gã chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn đồng bọn của mình dưới một chiêu ngay cả lần thứ ba cũng chịu không nổi, lập tức bị đánh cho tan thành mây khói. Một tiếng giã thú giống lên thống giận, ba gã Cương Thi còn lại trực tiếp bước vào trạng thái biến thân lần ba. Cả ba không thèm quan tâm những người đang công kích mình, ngay lập tức tụ hợp lại cùng nhau. Mục đích của chúng chính là nhằm vào Phượng Hy, vì theo chúng trong cả bốn người thì Phượng Hy chính là người yếu nhất. Ba gã Cương Thi nhất thời hợp lại công kích, khiến cho Phượng Hy cảm thấy áp lực ngày càng dữ dội. Ngay lập tức Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không liền nhảy vào cuộc chiến. Tình thế có chút biến đổi, ba gã Cương Thi mặc kệ bị thương cũng muốn kéo theo được một người trong số bốn người bọn họ. Và mục đích của chúng là nhằm vào người yếu nhất trong số bốn người, chăm chăm nhằm Phượng Hy công kích. Dưới sự luân phiên công kích này, khóe người Phượng Hy đã xuất hiện nhiều tơ máu, đích thị nàng đã thụ thương không nhẹ. Tiểu Phượng, không cần để ý gì nữa, mau biến thành trạng thái chiến đấu đi. Thấy Phượng Hy đang trong tình huống nguy hiểm, Hồng Quân vội vàng truyền âm. Cho dù những người ở đây có biết được thân phận thực sự của họ thì đã sao đây? Họ đã chiến đấu bao nhiêu lâu, lập được bao nhiêu chiến công cho Tu La Ma Giới thì còn sợ gì người khác đàm tiếu đây? Rõ, quân ca. Phượng Hy đột nhiên thân hình chấn động, một đạo hỏa hồng nhanh chóng bùng lên, quanh người là những đạo lửa đỏ đang bùng bùng cháy. Một hồi thì hiện ra một con Phượng Hoàng lửa. Phượng Hy là siêu cấp thần thú của Hỏa Phượng Hoàng, giờ này trước bao nhiêu con mắt của người ma giới hiện thành bản thể. Sau khi biến thân, Phượng Hy phẫn nộ vì ba gã Cương Thi vây công mình. Mỏ Phượng Hoàng mở ra, trực tiếp phun ra một đạo hắc sắc thần hỏa, bay nhanh đến vị trí của ba gã Cương Thi. Đây là cái gì? A! À, wow, đẹp quá. Một bên đang xem cuộc chiến toàn bộ sững sờ. Đây là lần đầu tiên Phượng Hy biến thành bản thể dưới mắt người của Tu La Ma Giới, nên đối với họ nàng giờ đây chính là quái vật. Tuy nhiên khi nàng biến thành bản thể thì so với Cương Thi nhất tộc biến thân vẫn còn đẹp hơn rất nhiều.
Một tiếng phượng hoàng ngân lên, Phượng Hy lại biến to hơn một chút, toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa, nhanh chóng hướng về một cương thi phóng tới. Trên người Phượng Hy lúc này toàn là yên tĩnh nhật hỏa, phòng chừng ngay cả cương thi biến thân lần ba cũng sẽ bị đốt thành tro bụi nếu như nếm phải loại lửa này. Ba đạo thần hỏa bay vòng quanh một cương thi, không những thế, ngọn lửa từ trên người nàng cũng bộc phát hướng về phía trước cương thi công phá. Mặt ngoài thì đã bị bọn hồng quân vây công, tử nhãn cương thi này đích xác đang bước dần vào cửa tử. Một tử nhãn cương thi giống lớn, côn khí của Ngộ Không và hồng quân đập trên người hắn. Phượng Hy cũng chỉ đợi như thế nên ngay lập tức ba đạo thần hỏa trực tiếp nhằm gã cương thi này phóng tới. Với tốc độ cực nhanh, tử nhãn liên tục tránh được hai đạo thần hỏa, nhưng đến đạo thứ ba thì tránh không nổi, bị thần hỏa xuyên qua tạo thành một lỗ đen trên người. Tuy bị thương nhưng tốc độ hồi phục của cương thi quả nhiên biến thái. Nhìn thấy lỗ đen trên người của cương thi đang dần dần khép miệng, ai cũng cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên Phượng Hy cũng không để cho hắn được đắc ý. Hai đạo thần hỏa mà tử nhãn vừa tránh được khi trước ngay lập tức quay trở lại bổ lên người gã tử nhãn này. Tử nhãn cương thi lại hống lên một tiếng giận dữ. Ba người hồng quân phối hợp với Phượng Hy tiến hành công kích đều bổ lên hết người của tử nhãn. Tử nhãn cương thi trong nhất thời bị bốn người liên thủ công kích đã bị hạn chế tốc độ, biết không thể thoát được nên bỗng dưng giống lớn một tiếng, thúc đẩy huyết năng trong người phát động tự bạo. Bốn người bọn hồng quân bị bất ngờ nên nhất thời bị uy lực của tự bạo chấn thương, toàn bộ bị đánh bay lại phía sau. Hồng tiên sinh, Cổ Ban, Ngộ Không tướng quân, Phượng Hy tiểu thư đang xem cuộc chiến là cửu đại gia tộc hô lớn một tiếng rồi thuấn di đến bên người của bốn người bọn hồng quân. Những cao thủ còn lại trực tiếp vây công hai gã cương thi. Lùi lại, rời khỏi thiên sinh tinh. Cuối cùng Huống Nhật Minh lệnh cho hai tử nhãn toàn bộ đều tuân theo mệnh lệnh rút khỏi thiên sinh tinh. Huống Nhật Minh mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng bị truyền thừa linh bảo của Tu La Đế Quân hạn chế lại rất nhiều. Tu La Ma Hoàng đạo lực công kích cũng rất khủng bố. Khi chiến đấu với La Băng, cuối cùng Huống Nhật Minh cũng phải tiến hành biến thân 3 lần, vẫn không dễ dàng thoát khỏi sự dây dưa của La Băng. Hắn còn chưa tiến hành trung cực biến thân, nhưng thuộc hạ dưới trướng đã mất đi 4 người, chỉ còn 2 người, giờ này chỉ còn biết hạ lệnh lui binh. Kinh nghiệm chưa đủ, vẫn thiếu một chút nữa à? Tại một tinh cầu hoang vắng xa xa, Tần Tư đang một mình uống rượu, nhẹ nhẹ lắc đầu. Đối với biểu hiện của Hồng Quân, hắn có chút không bằng lòng. Tần Tư từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh nghịch ngợm. Với phương pháp tác chiến, công kích, Tần Tư căn bản sẽ không mất những hành động thừa thãi. Tử nhãn cương thi tự bạo uy lực không nhỏ, Phượng Y ở gần nhất nên bị thương nặng nhất, miễn cưỡng biến thành nhân hình, trên người đều là vết máu. Hồng Quân là người bị thương nhẹ nhất do cơ thể quá cường ngạnh, tuy nhiên lực phủ ngũ tạng cũng gần như bị chấn nát. Cương thi nhất tộc hoàn toàn rút lui, thiên sinh tinh không còn lại bóng dáng của bất kỳ gã cương thi nào. Cũng tại cuối cùng, Huống Nhật Minh tiến hành trung cực biến thân, ngăn cản sự công kích của La Băng và đánh bị thương nàng rồi lui ra ngoài. Huống Nhật Minh bỏ đi, Âu Dương Phạm cuối cùng tiếp nhận thiên sinh tinh. Một đại hoàng tinh của cương thi nhất tộc cuối cùng đã bị Tu La Ma Giới chiếm đóng. Đây là lần đầu tiên trong mấy vạn ức năm qua, Tu La Ma Giới chiếm được đại hoàng tinh của cương thi nhất tộc. Chiếm được thiên sinh tinh, nhưng Tu La Đế Quân cũng không vội vàng phát động binh lính tiếp tục chiến tranh. Nàng để cho binh lính tại một hành tinh phụ cận của thiên sinh tinh dưỡng thương. Cương Hoàng Đại Điện của thiên sinh tinh cũng bị nàng tạm thời chiếm dụng. Một trận thắng lớn này, Hồng Quân bốn người đã lập được công lớn, khiến cho người của Tu La Ma Giới không nói nên lời. Giống như Hồng Quân dự đoán trước kia, Phượng Hy biến thân giờ này cũng không phải là vấn đề quan trọng đối với họ. Bọn Hồng Quân giết được 5 tử nhãn, bị thương một người, khiến cho công lao còn vượt xa cả cửu đại gia tộc. 8 tử nhãn cương thi vương của cương thi nhất tộc bị Hồng Quân giết chết 2 người, Ngộ Không giết chết 1 người, làm trọng thương 1 người, Cổ Bàn giết được 1 người, Phượng Hy bức tử 1 người. Chiến công này nhanh chóng được lan truyền khắp Tu La Ma Giới. Bọn họ giờ này trở thành chiến thần của Tu La Giới, được vô số những người trẻ tuổi sùng bái. Ngay cả Tu La Đế Quân cũng không nghĩ họ có thể lợi hại đến như vậy. Vốn trong kế hoạch của Tu La Đế Quân là chỉ yêu cầu họ trợ chiến, giúp giết chết được một tử nhãn cương thi đã là quá tốt rồi. Từ đó nàng sẽ không hạn chế tự do của họ. Nhưng bốn người ai cũng ít nhất giết chết một tử nhãn. Ngay cả người yếu nhất trong bốn người là Phượng Hy, sau khi biến thành bản thể cũng có thực lực kinh khủng. La Băng cũng thừa nhận mình chưa chắc đã tiếp được hắc thần hỏa của Phượng Hy. Thiên sinh tinh một dãy, sau khi bốn tử nhãn cương thi chết trận đã nhanh chóng hội thối, vừa đánh vừa lùi đi.
Nhân cơ hội đó lại bị Tu La ma giới binh lính giết thêm mấy trăm vạn. Từ đó chiến dịch Thiên Xưng Tinh chấm dứt. Cuối trận chiến này, Cương Thi nhất tộc và Tu La ma giới tổn thất hơn 5 ức binh sĩ tại chiến trường này. Bốn người Hồng Quân được an bài một nơi để dưỡng thương. Phượng Hy được cấp mười mấy nha hoàn để phục dịch. Cổ Bàn được Mộ Dung Tuyết chiếu cố. Còn Ngộ Không, ai đến cũng bị hắn đuổi đi ra ngoài. Nếu không đuổi được thì hắn bỏ đi, chẳng nha hoàn nào chịu nổi hắn. Tuy nhiên, người đau đầu nhất không phải là Ngộ Không mà chính là Hồng Quân. Hồng Quân bị Tư Đồ Minh Nguyệt truy bắt gắt gao, làm hắn đau đầu không thôi. Sau khi chiến dịch chấm dứt được 300 năm, Huống Nhật Minh đã lùi tới một thất đại tinh hoàng là Thiên Linh Tinh. Tu La Đế Quân La Băng cũng tại Thiên Sinh Tinh một mực chỉnh trang quân đội. Sau khi phê duyệt, đội dự bị và binh lính tiền tuyến liền hợp lại một chỗ phân phối. Quân đội được chia làm bốn lộ, bốn người bọn Hồng Quân được đề bạt làm bốn lộ thắng quân thống soái. Liên tục trên chiến trường khiến hạt châu màu xám bên trong đan điền của Hồng Quân phát triển cực nhanh. Từ bé như một hạt đậu vàng, bây giờ đã lớn bằng nắm tay của trẻ con. Cứ theo như sự tiến triển này, Hồng Quân tin tưởng mình sẽ đột phá được Hồng Quân Đạo tầng thứ nhất để bước vào Hồng Quân Đạo tầng thứ hai. Năm cuối của 300 năm, bốn lộ quân của Tu La ma giới lại một lần nữa được chỉnh đốn, hướng nơi Cương Thi nhất tộc cư trú tiến tới. La Măng muốn nhờ chiến thắng lần trước nhất cử tiêu diệt luôn Cương Thi nhất tộc. Sau đó không lâu, đại chiến lại tiếp tục. Hơn 10 ước binh lính của hai bên tập trung tại khu vực phụ cận Thiên Linh Tinh tiếp tục tiến hành quyết chiến. Lần này, Cương Thi nhất tộc chỉ điều đi một số Hồng Nhãn Cương Thi, còn Tử Nhãn và Huống Nhật Minh thì không hề thấy xuất hiện. Cương Thi nhất tộc thiếu cao thủ tọa chấn, rất nhanh chóng bị những người của cửu đại gia tộc giết chết. Cương Thi nhất tộc tiếp tục thua trận, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi chiếm được Thiên Linh Tinh, vẫn không hề thấy Huống Nhật Minh xuất hiện. Trông thấy tình huống này, có lẽ hắn đã bỏ qua một đại tinh cầu khác. Thiên Chân Tinh, Thiên Tĩnh Tinh, Thiên Nhân Tinh, Thiên Nặc Tinh, bốn đại tinh cầu đều bị Tu La ma giới chiếm lĩnh. Hiện tại, Cương Thi nhất tộc chỉ còn mỗi một tinh cầu duy nhất, đó chính là Thiên Hữu Tinh. Tất cả tộc nhân của Cương Thi nhất tộc đều tập trung ở Thiên Hữu Tinh, có lẽ đây là nơi duy nhất dành cho họ lúc này. Những trận trước, Huống Nhật Minh không có mặt tại chiến trường để đối chiến, chính là chuẩn bị lực lượng, bày binh bố trận để quyết định trận chiến cuối cùng. Đây chính là tinh cầu cuối cùng còn lại của Cương Thi nhất tộc. Nếu lần này mà thất bại nữa, cơ hội diệt tộc dành cho họ là rất lớn. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Thiên Hữu Tinh chính là địa điểm mà trận tuyệt đại khoáng thế cuối cùng của hai đại tộc, một thất bại là có thể bị diệt vong. Thú vị thật, đã có mấy lão gia hỏa cuối cùng cũng không chịu được. Kẻ nhỏ nhất cũng lớn hơn ta gấp ngàn lần tuổi à. Phen này Tần Sương gặp phiền toái lớn rồi. Một người luôn luôn xem cuộc chiến từ xa mà không thèm đến gặp Hồng Quân chính là Tần Tư. Nhìn thấy một chuyện khiến khóe miệng hắn mỉm cười. Cả ma giới đều dưới thần thức của Tần Tư, dù bất kỳ địa phương nào có một chút biến đổi cũng không thể qua được hắn. Cuộc thảm chiến lại tiếp tục diễn ra, lại 50 năm nữa trôi qua. Tuy nhiên, trong 50 năm đó, Huống Nhật Minh cùng hai Tử Nhãn Cương Thi không hề có một hành động gì cả. Chính vì thế nên bọn Hồng Quân cũng được an nhàn, để người khác chiến đấu thì quả thật là dễ dàng. Binh lính ma giới giờ không gặp phải cao thủ nên điên cuồng chém giết. Một tràng thảm cảnh liên tục diễn ra giữa cuộc chiến này. Khi chiến tranh tiếp tục, hạt châu màu xám trong đan điền của Hồng Quân cũng tiếp tục phát triển. Bây giờ đã chiếm đến 1/3 trong đan điền. So với nắm tay của người đã trưởng thành thì còn lớn hơn một chút. Một màu xám mây mù bên trong thỉnh thoảng lóe lên, phát ra một cỗ uy khí đáng sợ. Cương Thi nhất tộc giờ này chỉ còn lại thủ lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Huống Nhật Minh cuối cùng đã cùng với ba gã Tử Nhãn còn lại xuất hiện. Một trong ba gã Tử Nhãn đó chính là gã bị Ngộ Không đánh cho trọng thương, giờ này cũng đã xuất hiện. Cuối cùng đánh một trận nào. Đó là tình huống của Cương Thi nhất tộc. Huống Nhật Minh như thế nào cũng không có nghĩ ra nguy cơ diệt tộc của mình ngày lại càng rõ ràng đến như vậy. Người nguyên gốc cư dân cũng là Tu La ma giới, người được phi thăng cũng là người của Tu La ma giới. Tu La đế quân La Băng lần trước đã không đánh lại Huống Nhật Minh, bước vào trung cực biến thân, sớm đã chuẩn bị một trận nữa đòi lại thể diện lần trước của mình. Hai đại hoàng giả chiến đấu một chỗ, bọn Hồng Quân kéo đến cũng chỉ biết tìm ba gã cương thi còn lại. Nhưng giờ này Tử Nhãn cương thi không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Bốn người thu lại một chỗ đã có thể ngăn chặn tốc độ của Tử Nhãn. Tiêu diệt ba gã Tử Nhãn này đối với bọn Hồng Quân chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến đấu tiếp tục, kim bổng của Ngộ Không đập xuống, cuối cùng một gã Tử Nhãn cũng tan thành mây khói.
8 cương thi vương của cương thi nhất tộc đều chết dưới tay Hồng Quân 4 người. Tu La Ma giới binh sĩ lại được một phen đại chấn, cửu đại gia tộc cũng thừa thắng xông lên chém giết. Có lẽ trận chiến cuối cùng này chỉ còn chờ đợi thời gian nữa mà thôi. Bi thảm, kịch liệt, Hồng Quân chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung ra trường thảm cảnh. Hai đại túc địch từ ngàn vạn năm trước, giờ này chỉ còn một cuộc chiến nữa là chấm dứt. Một cuộc chiến diệt tộc mà từ trước tới nay chưa từng có. Trên chiến trường thì không bên nào chịu nhường bên nào. Trên hư không thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ. Không phải người của Tu La Ma giới tự bạo thì là người của cương thi nhất tộc tự bạo. Cả phiến tinh không nhiễm đỏ một màu huyết hoa, như là một màn máu của toàn thế giới. Đối với tràng cảnh kịch liệt này, Hồng Quân 4 người cũng không biết cảm giác rõ ràng là gì, chỉ biết đó là một loại cảm giác rất phức tạp. Hồng Quân 4 người, dân quân thắng quân đã hao tổn hơn một đức binh lính, khắp chiến trường đã không còn chịu khống chế của bọn họ nữa. Mắt binh lính người nào người nấy đều đỏ hết lên, có rất nhiều lý do để cho bọn họ trở thành như vậy. Người thân, anh em chết trận, báo thù, đây là một loại chiến tranh khiến cho người ta có nhiều cảm giác nhất. Ngay tại thần giới, trên địa cầu, Hồng Quân cũng chưa từng gặp loại chiến tranh nào như vậy. Hơn 10 ức người nói chết là chết, ngay cả một nền văn minh của địa cầu bỗng dưng biến mất cũng không có thảm cảnh được như trường đại chiến này. Cương thi nhất tộc, binh lính ngày càng ít đi, nhưng bên Tu La Ma giới thì những binh lính dự bị lại chuẩn bị xung trận. Lần này, cương thi nhất tộc bị diệt tộc là điều hoàn toàn có thể thấy trước được. Cuối cùng, Hồng Nhãn cương thi 4 người và người của cửu đại gia tộc ai cũng bị thương. Huống Nhật Minh con mắt cũng đã đỏ ngầu, giống lên một tiếng, hiển nhiên tiến vào trung cực biến thân trạng thái. Mỗi một quyền đều hoa phá không gian, cùng Tu La đế quân La Băng một chỗ đại chiến. Hồng tiên sinh, mời các người trợ lực với ta. Đứng trước các quyền kình của trung cực biến thân, La Băng chỉ biết lợi dụng vào truyền thừa linh bảo để phòng ngự. Căn bản giờ này không phải đối thủ của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Dưới tình huống này, nàng chỉ còn biết hướng bọn người Hồng Quân trợ chiến, đối phó Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Thần khí chiến ni đã toàn bộ mặc vào. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng không dễ đối phó như Tử Nhãn Cương Thi Vương. Mỗi quyền đều làm không gian tan nát. Thử hỏi uy lực như vậy là lớn hay nhỏ đây? Chịu một quyền của hắn thì hậu quả sẽ thế nào đây? Hồng Quân vẫn chưa sử dụng vô ảnh đao, thần khí kim đao cũng giao cho Phượng Hy đối phó với Cương Thi Hoàng. Đơn giản vì cực phẩm tiên khí của nàng đối với Ngân Nhãn không hề có chút tác dụng. Chỉ hy vọng vào thần khí mới có thể gây ra cho được Ngân Nhãn Cương Thi những thương tổn nhất định. Song phương cứ như vậy giao chiến, không ai biết được trên Thiên Hữu Tinh xuất hiện ba lão nhân trông rất bình thường. Ba người này thoạt nhìn thì rất giống hình dáng con người, nhưng để ý hơn một chút thì có thể thấy ánh mắt họ phát ra kim quang. Bốn người Hồng Quân phối hợp với công Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đã bước vào trung cực biến thân, tất cả đều sử dụng thần khí. Không có một tiên khí nào, kim bổng của Ngộ Không vốn là thiên thần khí, nhưng đã bị hầu phí hạ cấm chế. Yêu vương cảnh giới chỉ có thể xuất ra được uy lực của cực phẩm tiên khí công kích. Yêu đế cảnh giới có thể phát huy được thượng phẩm thần khí công kích. Khi đáo nhập thần nhân cảnh giới mới có thể phát huy tối đa uy lực của kim bổng, đó chính là thiên thần khí. Năm người liên kết uy lực không nhỏ, cộng thêm năm thần khí liên hợp công kích. Hồng Quân có nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao, La Băng có nhị lưu hồng mông linh bảo truyền thừa linh bảo, nhưng càng đánh thì càng thế chậm rãi, ở vào thế hạ phong trước những đòn tấn công biến thái của Ngân Nhãn. Trên thân thể của Huống Nhật Minh đã có mấy vết thương của vô ảnh đao. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng có độ khôi phục cực kỳ đáng sợ, chỉ cần huyết châu không bị thương, căn bản mọi vết thương sẽ rất nhanh chóng liền lại. Không giống như gã Tử Nhãn Cương Thi bị Ngộ Không đánh cho trọng thương, tổn thất cả huyết châu nên tốc độ khôi phục là cực kỳ chậm. Trời đất đều có quy luật, cương thi nhất tộc có cơ thể mạnh mẽ, có khả năng hồi phục cực nhanh, lại có huyết châu khiến nó phát huy gấp bội so với sự phục hồi của người tu ma thì nhanh hơn gấp ngàn lần. Tuy nhiên họ lại cực kỳ khó khăn trong việc duy trì và phát triển nòi giống, chỉ có thể phát triển bằng con đường hậu tập mà thôi. Thắng lợi đang dần dần đến nơi. Lịch sử mấy ngàn ức năm của Tu La Ma giới chưa từng có chuyện này xảy ra. Các Tu La đế quân trước La Băng chưa từng hoàn thành được sứ mạng mà tổ tiên giao phó. Điều này khiến cho La Băng hưng phấn, công kích càng thêm mãnh liệt. Dần dần Huống Nhật Minh lâm vào luống cuống, có khả năng thua dưới tay 5 người. Tu La Ma giới cùng cương thi nhất tộc là một trận chiến rực lửa. Cương thi nhất tộc một mực ương ngạnh chống cự, khiến người của Tu La Ma giới không thể dễ dàng chiếm được Thiên Hữu Tinh. Trận chiến thảm kích như mỗi giây mỗi khắc đều có người thiệt mạng. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, hơn một ức binh lính của Tu La Ma giới mất mạng.
hơn mấy trăm vạn người của cương thi nhất tộc cũng vĩnh viễn biến khỏi phía hư không này. Tiểu Sương, kể ra đại ca cũng đến kịp thời nha. Mấy lão giả này đều không dễ dàng đối phó đâu. Không biết vào thời khắc quyết định, đại thế ta xuất hiện thì sẽ cảm kích ta như thế nào đây. Tần Tư vẫn quan sát chiến trường, ba lão nhân xuất hiện cũng không qua được mắt hắn. Song phương vẫn một mực chiến đấu, cả hai phía đều không biết bên cương thi nhất tộc đang có thêm viện binh cao thủ. Tu La Ma Giới vẫn tưởng rằng thắng lợi đang đến gần với họ lắm rồi. Tuy nhiên, giờ này thắng bại không còn nằm trong tầm tay của họ được nữa, mà nằm trong tay bốn người đang quan chiến bên ngoài. Đại ca, hành động đi! So với bị thiên lôi đánh chết thì việc diệt tộc còn nguy hiểm hơn nhiều. Trong ba lão nhân thì lão nhân bên trái nói trước, ánh mắt đã tóe kim quang, có vẻ đã nóng lòng lắm rồi. Phương pháp hoàn hảo mà tổ tiên tìm được nhằm phong bế huyệt năng. Ai, nếu không hôm nay sẽ là ngày diệt tộc à. Lão nhân ở giữa thở dài, đột nhiên trong mắt lóe kim quang. Các ngươi cứ đuổi những binh lính bình thường đi, ta sẽ giúp Tiểu Minh một tay. Năm người này hắn sẽ dần đối phó không được rồi. Lão nhân ở giữa vừa dứt lời, một âm thanh dã thú khủng khiếp phát ra, làm chấn động cả phiến tinh không. Những người tu ma khi nghe được âm thanh này bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lớp da của ba lão nhân nhanh chóng được lột ra, con người nhanh chóng chuyển sang màu vàng, răng nanh cũng màu vàng. Đây chính là người mạnh nhất trong cương thi nhất tộc. Từ xưa đến nay chưa ai từng thấy được mặt họ. Với cương thi nhất tộc, họ chính là chí tôn với cái tên Kim Nhãn Cương Thần. Cương Nhãn Cương Thần trong truyền thuyết và trong lòng cương thi nhất tộc chính là thần. Ngân Nhãn Hoàng Giả sau khi đột phá sẽ tiến tới Kim Nhãn cảnh giới. Do Kim Nhãn cứ 1000 năm thì lại bị lôi phạt. Một Kim Nhãn bình thường sau khi bị 7-8 lần lôi phạt thì sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên, hơn ngàn vạn năm trước, có một vị Kim Nhãn Cương Thần đã nghĩ ra phương pháp phong bế huyết năng trong huyết châu, chính là Cương Thần phong bế chính mình để trốn tránh thiên phạt. Nhưng nếu họ giải trừ phong bế, thiên phạt sẽ rất nhanh tìm đến họ. Bất luận là ai cũng nghĩ rằng sau khi Ngân Nhãn đột phá lên Kim Nhãn thì một thời gian sau sẽ bị lôi phạt mà biến mất. Ai cũng không biết sau 6.000 vạn ức năm qua, tới cùng có bao nhiêu Kim Nhãn bị thiên phạt mà biến mất, có bao nhiêu người không biến mất. Người duy nhất biết được lúc này chỉ có một người, đó là Tần Tư. Mặc kệ là bao nhiêu người, nhưng khi Kim Nhãn biến thân đã khiến cho vô vàn cương thi vội vã quỳ xuống lễ bái. Ngay cả Huống Nhật Minh cũng hốt hoảng nhìn xung quanh. La Băng cùng bốn người Hồng Quân thì lộ ra vẻ ngưng trọng. Uỳnh một tiếng, một đạo khí lưu cường đại xuất hiện bên người bọn Hồng Quân. Năm người đều bị đạo khí lưu này đánh bay. Khi khí lưu qua đi, đã thấy một người xuất hiện bên cạnh Huống Nhật Minh. Người này con ngươi màu vàng, răng nanh cũng màu vàng, khiến Huống Nhật Minh kích động mãi không thôi. Ngài là Kim Nhãn Cương Thần tiền bối sao? Ngươi là Huống Nhật Minh, đúng rồi, chính là ta. Người ma giới muốn tộc của ta nhất định diệt vong. Vào thời khắc mấu chốt này, có lẽ phải liều cái mạng già này thôi. Dù có mất mạng này thì cũng không thể để cho bọn chúng đắc ý. Có lẽ mạng già này sau mấy trăm ức năm phải biến mất thôi. Người xuất hiện chính là Kim Nhãn Cương Thần. Ngay lập tức một cỗ cương lực bao vây lấy Huống Nhật Minh, nhất thời khiến hắn cảm thấy thư thái vô cùng, bỗng dưng hai mắt rơi lệ. Kim Nhãn Cương Thi như thế nào vẫn còn tồn tại? La Băng sau khi phát hiện ra Kim Nhãn Cương Thần, sắc mặt liền cau lại. Kim Nhãn xuất hiện có thể khiến đại cục mà nàng bố trí biến thành bọt xà phòng. Không những thế, đối với Tu La Ma Giới còn là một đạo thương tổn rất lớn. Tiểu nha đầu này, cho dù ngươi là Tu La Đế Quân thì cũng đã chết rất nhiều người rồi. Cương thi nhất tộc của chúng ta chính là chủ nhân thực sự của Tu La Ma Giới. Các ngươi không có quyền lợi, cũng không thể độc chiếm nơi này. Trở về đi, đừng để vì dục vọng cá nhân của ngươi mà khiến nhiều người thiệt mạng thêm nữa. Kim Nhãn Cương Thi nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh La Băng, nhẹ nhàng vung tay khiến hắc vụ xung quanh nàng nhanh chóng tan biến hết, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chuyện này... Bốn người Hồng Quân ai nấy đều sửng sốt. Ở cùng với Tu La Đế Quân bao nhiêu lâu nay, ai cũng không thể nghĩ được Tu La Đế Quân là một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Cửu đại gia tộc cũng sửng sốt không kém. Nhiều năm qua như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy khuôn mặt của Tu La Đế Quân. Bọn họ cũng không biết La Băng thật sự là một cô gái. Ngươi... La Băng phẫn nộ hô to một tiếng, truyền thừa linh bảo ra tay, một tiểu phi đao bay tới trước mặt Kim Nhãn Cương Thần. Nhưng đến được trước mặt thì tiểu đao không thể nhúc nhích thêm được một chút nào nữa. Kim Nhãn Cương Thần như trước nhìn nàng che mặt mỉm cười. Bệ hạ, à Lữ Hoàng bệ hạ. Hồng Quân vội vàng kéo qua La Băng. Biểu hiện của Kim Nhãn Cương Thần khiến bọn họ cảm thấy không thể nào chống cự.
lúc này mà không biết lui là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Tiền bối, ngài không thể tha cho bọn họ được. Tám tử nhãn cương thi vương đều bị bọn họ giết chết. Cương thi nhất tộc ta thiếu chút nữa cũng bị con tiện nhân này diệt tộc. Phải giết chết bọn họ thì cương thi nhất tộc của ta mới có thời gian khôi phục lại. Thấy kim nhãn cương thi muốn tha cho bọn La Băng, Huống Nhật Minh nhất thời la to, đồng thời ánh mắt nhìn đối phương căm hận. Kim nhãn cương thần cau mày, lần này có nên giết hay không giết người tu la ma giới, họ đã thương thảo quá nhiều. Lần này có tới hai người đồng ý giết hết người tu la ma giới, chỉ một người là không đồng ý. Cương thi nhất tộc cùng tu la ma giới kết oán từ rất xa xưa, đó là hai loại chủng tộc bất đồng. Hơn nữa, sự bất đồng về chủng tộc thì không thể nào sống cùng chỗ với nhau được. Điểm ấy thì không giống với tiên ma yêu giới. Tiên ma yêu giới chỉ cần có lợi ích giống nhau, hay như tiên hay ma, hai tộc khi có cùng mục đích thì vẫn cùng ở với nhau được. Kim nhãn cương thi cũng hiểu được rất nhiều vấn đề, họ không thể một hơi hủy diệt đi tu la giới được. Hủy diệt tu la giới không phải bởi bọn họ không có khả năng, mà những tiền bối của tu la giới đã phi thăng thần giới không bao giờ để cho bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Một khi tu la ma giới có dấu hiệu diệt tộc, kim nhãn cương thần tin tưởng những người phi thăng thần giới nhất định sẽ cử người xuống ngăn cản. Tiền bối, lần này cương thi nhất tộc tổn thất thảm trọng, nhất định không được tha cho bọn chúng. Huống Nhật Minh nhìn thấy kim nhãn cương thi đang do dự liền nói. Kim nhãn cương thần giờ này vẫn còn chưa động thủ, họ đã phân hai người ra ngoài ngăn cản binh lính của tu la ma giới. Hai người kia đã động thủ, vô vàn tiếng nổ vang lên trong thinh không. Tại quân ngũ của tu la ma giới, mặc kệ là thiên ma hay ma vương đều không ngừng nổ mạnh. Nhưng điều đáng chú ý là hai gã kim nhãn cương thần này ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cứ một mảnh người của tu la ma giới bị họ lấy đi tính mạng. Các ngươi... La Băng sắc mặt tái lạnh, vừa rồi một tiếng giống như dã thú vang lên, nàng đã dự cảm bất lành. Nhưng không ngờ được kẻ mới tới là kim nhãn cương thần. Không những thế, kim nhãn cương thần đến không chỉ có một người. Không nghĩ được kim nhãn cương thần mà cũng nhằm vào những người bình thường trong ma giới động thủ. Ngắn ngủi một hồi, mấy trăm vạn quân của tu la ma giới đã chết trong tay của hai người đó. Hồng Quân trước mặt kim nhãn chỉ còn biết thở dài. Lúc này cảnh giới của kim nhãn cương thần cùng với ngân nhãn cương thi hoàng, đối với bọn họ, họ cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Không những thế, những người còn lại không cùng màng thân phận tiêu diệt cả những binh lính của thiên ma. Có lẽ ngay cả những người như thế đối với cương thi nhất tộc cũng là một sự nguy hại. Kim nhãn cương thần ra tay, ngay cả ma đế cấp bậc cũng không có khả năng chống cự. Hồng Quân mấy người cũng chỉ biết nhìn từng tảng lớn binh lính của tu la ma giới tử vong, không có cách gì ngăn cản. Chỉ không bao lâu sau, tràng cảnh đó đã khiến cho những binh sĩ còn lại sợ đến vỡ mật. Ai cũng không biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Chậm rãi, quân lính của tu la ma giới dần dần lùi lại, từng người nối theo nhau bỏ chạy. La Băng và các tướng lĩnh đều không ngăn cản, có lẽ bọn họ phải cho lệnh lui quân từ trước. Chính vì sự chủ trừ này mà bao nhiêu binh sĩ đã thiệt mạng. Một chút do dự đó thôi đã khiến hơn 7.000 vạn binh lính có đi mà không có cơ hội trở về. Giết hại như trước vẫn tiếp tục, Phượng Hy và Cổ Bàn chỉ còn biết nhắm mắt không đành lòng nhìn. Trong hư không, nơi nào cũng có người tu ma chết. Chạy càng nhanh thì chết càng nhanh. Không đến nửa ngày, 10 ức binh lính ma giới đã chết 7 ức. Thật nhiều, tất cả đều bị giết mà không có chút phản kháng. Cửu đại gia tộc tổn thất thảm trọng, trừ mấy tộc trưởng ở phía ngoài, rất nhiều người ở bên trong đều chết trong tay của hai gã kim nhãn cương thần. 9 đại tộc trưởng đều lùi đến bên cạnh La Băng, có người vừa bị thương vừa sợ hãi. Tính mạng của hơn 7 ức người cứ như vậy nằm trong tay của hai gã kim nhãn. Những người này thậm chí còn không biết mình bị chết vì tay của ai. Mỗi lần thấy một mảnh người tu ma chết đi, cương thi nhất tộc lại phấn chấn hô to, tê hào một phen. Nửa ngày chém giết đó, vô danh vật chất trong đan điền Hồng Quân lại phát triển càng nhanh. Màu xám hạt châu đã sắp tràn ngập khắp đan điền. Cứ theo đà này, có khả năng đan điền sẽ bị phá và nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Hiện tại bây giờ, trước mặt Hồng Quân mấy người là một ngân nhãn cương thi hoàng cùng một kim nhãn cương thần. Kim nhãn này nhìn hắn khiến hắn không dám tiến nhập Hồng Quân hành phủ. Có thể hai người này không thể công phá được Hồng Quân hành phủ của hắn. Thế nhưng họ cũng có thể đánh cho không gian vỡ nát, tạo thành những khe nứt không gian, nhốt Hồng Quân vĩnh viễn vào đó. Giết chóc lại tiếp tục, hơn 10 ức binh lính giờ chỉ còn không tới 1 ức. Ma đế cao thủ chỉ còn lại mười mấy người, họ đều là bát cấp ma đế cao thủ.
giờ này cũng chỉ còn biết lùi lại bên cạnh Tu La Đế Quân. Kim Khoang bỗng nhiên hiện lên, hai người liền xuất hiện sau lưng tên Kim Nhãn Cưng Thần kia. Đại ca, nói yêu sách với họ làm gì? Cứ giết toàn bộ đi, như vậy cho dù cả ức năm Tu La ma giới cũng không thể hồi phục, ít nhất cũng cho tộc nhân của ta có thời gian tu dưỡng. Một Kim Nhãn Cưng Thi nói vậy khiến cả bọn Hồng Quân trong lòng trầm xuống. Cổ Bàn ngưng mắt mà nhìn, lập tức truyền âm cho tinh cầu mà nơi Mộ Dung Tuyết cư trú, cho bọn họ truyền quân lệnh. Cổ Bàn cũng không dám nói cho Tuyết tình huống thật sự, nếu nói tình huống ở đây ra chỉ sợ nàng có thể rất sẽ chạy tới. Giả truyền quân lệnh hiện giờ là biện pháp tốt nhất. Đa tạ tiền bối, vì tộc nhân của ta mà hành động, tuyệt đối không thể buông tha cho những người này. Huống Nhật Minh mừng rỡ, chỉ cần Kim Nhãn này ra tay, những kẻ thù trước mắt có thể bị tiêu diệt hết. Đại ca, huynh mềm lòng, huynh không muốn giết thì để ta giết cho. Một tên Kim Nhãn trong hai người phía sau đột nhiên xuất hiện trước mặt của 10 người bọn Hồng Quân. Hơn 100 đạo trường phong sắc bén thổi qua, hơn phân nửa người trước mặt thân thể đều bị tổn thương, nguyên anh bị nghiền nát bể tan tành. Phượng Hy cùng Ngộ Không đã biến thân thành trạng thái chiến đấu. Một đại cự đầu với răng nanh đang giống lên giận dữ, một con phượng hoàng đang dùng mỏ vuốt lên vết thương của chính mình. Dưới trường phong của Kim Nhãn Cưng Thần khiến thần khí chiến y của mọi người đều bị hư hao, nhưng cũng lưu lại tính mạng của mấy người. Cửu đại gia tộc là tổn thương nhiều nhất, 9 người thì chết mất 4 người. Những người không chết trong đó có Âu Dương Phạm, tuy nhiên thương thế cũng rất nặng. La Băng vào thời khắc nguy hiểm đã sử dụng truyền thừa linh bảo phát huy uy lực cản trở đại bộ phận công kích của Kim Nhãn Cưng Thần, tuy nhiên chính điều này cũng khiến nàng bị thương không nhẹ. Kim Nhãn Cưng Thần ra tay có chút nhíu mày, dưới trăm đạo trưởng phong đó theo hắn nghĩ ngoại trừ Tu La Đế Quân ra thì tất cả đều phải chết mới đúng, không nghĩ tới còn có tới mấy người còn sống. Bốn người các ngươi không phải là người của Tu La ma giới sao? Tại sao lại giúp người của ma giới giết hại tộc của ta? Mấy người Kim Nhãn đều nhìn thấy Hồng Quân không phải là người của Tu La ma giới, đặc biệt là Phượng Hy cùng Tôn Ngộ Không. Bọn họ biến hình như vậy tuyệt đối không phải là người của Tu La ma giới. Vì tiền bối này, bốn người chúng ta là bị lạc đến Tu La ma giới. Còn về phần trợ giúp cho Tu La ma giới, vì chúng ta đều là loài người, không muốn trở thành thức ăn của các ngươi. Hồng Quân có chút khom người. Đây chính là tình huống nguy hiểm nhất mà hắn gặp từ ngày tu luyện đến nay. Giờ này nói gì cũng vô dụng, tốt nhất là nên nói thật. Tiểu tử này muốn chết sao? Một Kim Nhãn Cưng Thi ra tay, chỉ nghe hắn giống lên một tiếng rồi thân ảnh biến mất. Bang một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh đang bị đánh bay đi không phải là Hồng Quân mà chính là Kim Nhãn Cưng Thần. Sau khi bay ra xa tới ngàn dặm mới ổn định được thân thể, trên miệng hắn rỉ ra một tia màu vàng, chính là hắn đã bị thương. Hai Kim Nhãn Cưng Thần cùng Huống Nhật Minh đều chấn động. Thật lâu sau, trước mặt Hồng Quân mới hiện ra một người. Một người tuổi trẻ nhìn Hồng Quân cười cười khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Đại ca! Hồng Quân thật sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng mình phải chết không khỏi nghi ngờ. Ai ngờ không chết lại còn gặp được lại đại ca bấy lâu nay. Hắn không nghĩ vào thời khắc mấu chốt này, Tần Tư không những xuất hiện trước mặt mình mà còn cứu mạng mình. Thế nào, Tiểu Sương, có giật mình không? Cảm động không? Đại ca biết đệ vừa cảm động, vừa giật mình mà. Thế nhưng... ai bảo ta là ca ca của đệ đây? Tần Tư ha ha cười, cùng Hồng Quân vỗ vai mấy cái thật mạnh. Hơn nhiều ngàn năm qua, hai huynh đệ cuối cùng cũng đã gặp nhau. Đúng vậy đại ca, rất là cảm động, rất kinh ngạc. Hồng Quân cố ý nói với Tần Tư như vậy, nhìn Tần Tư là biết hắn rất khoái chí, cười cười. Thực sự hơn mấy nghìn năm cuối cùng hai huynh đệ cũng được gặp nhau. Lại đây để giới thiệu với huynh một chút. Hồng Quân cao hứng kéo mấy người Cổ Bàn giới thiệu. Thấy Tần Tư Hồng Quân hoàn toàn yên lòng, mấy Cương Nhãn Cương Thần kia chắc chắn không phải là đối thủ của Tần Tư. Khi Hồng Quân rời bỏ nhà đi, Tần Tư đã là Thượng Bộ Thiên Thần. Nhưng Thượng Bộ Thiên Thần Tần Tư lại còn có Nhất Lưu Hồng Bông Linh Bảo. Đây là đại ca ta, là đại ca ruột đấy, là Thượng Bộ Thiên Thần. Các ngươi cùng đi với ta, chỉ cần gọi một tiếng đại ca là được rồi. Còn đây là Cổ Bàn, là huynh đệ tốt của đệ. Hồng Quân chỉ vào Cổ Bàn, tiếp đó chỉ vào Ngộ Không nói. Hắn là Ngộ Không, đệ tử của Hầu Phí Sư Thúc. Hắn với Nhị Sư Thúc đồng dạng, cùng là hầu tộc. Nguyên lai là ngươi, chính là người mà Nhị Thúc hay nhắc đến ha. Tần Tư con mắt nhẹ nhàng nhìn Ngộ Không rồi gật đầu. Đại ca, ngài nói Sư Tôn hay nhắc đến ta sao?
Ngộ Không con mắt sáng ngời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại ảm đạm xuống. Bao nhiêu năm nay hắn đã không được gặp sư tôn của mình. Không sai, nhị thúc bao nhiêu năm mới thu nhận một người là ngươi làm đồ đệ. Ở nhà sư thúc thường xuyên dạy dỗ nhi tử của mình rằng các ngươi, hai người thật không bằng sư đệ Ngộ Không của các ngươi. Ngươi nói xem, sư thúc nói vậy có phải là thường xuyên nhắc tới ngươi không? Tần Tư nói với giọng điệu của Hầu Phí bắt chước rất là giống, khiến cho Ngộ Không nghĩ rằng sư tôn ngay ở trước mặt. Sư tôn! Mắt Ngộ Không đỏ hẳn lên, hắn hình dung thấy hình dáng của Hầu Phí, nhớ lại khi xưa mình học côn pháp của Hầu Phí, thái độ của Hầu Phí cũng nghi trang như vậy. Ngộ Không, đừng nóng vội, chỉ cần ngươi sau khi phi thăng là có thể gặp được nhị thúc rồi. Hồng Quân vỗ vỗ vai Ngộ Không. Ngộ Không giờ là bắt cấp yêu đế, chỉ cần đột phá kiểu cấp yêu đế thì thời gian phi thăng sẽ không còn bao nhiêu lâu cả. Dĩ nhiên với thực lực của Ngộ Không thì vượt qua thần kiếp cũng không có gì là khó khăn. Tiểu Sương cũng đã nói rồi, sau khi ngươi độ thần kiếp nhất định sẽ gặp lại được nhị thúc thôi. Đảm bảo khi đó nhị thúc chắc chắn sẽ rất cao hứng. Tần Tư nói xong nhìn Hồng Quân nháy nháy mắt. Còn hai vị tiểu thư xinh đẹp này, đệ cũng giới thiệu đi chứ. Tần Tư vừa xuất hiện, Ngộ Không và Phượng Hy đã biến lại thành nhân hình. Trong khi đó, hắc vụ của Tu La Đế Quân đã bị Kim Nhãn Cương Thần xua đi hết. Tần Tư nói như thế chính là chỉ hai người bọn họ. Đại ca, nàng là Phượng Hy, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng tộc. Nàng là... Phượng Hy vốn là linh thú của Hồng Quân, nhưng bây giờ nói ra điều đó cũng rất là khó. Mặc kệ là cái gì, nhưng để cho hai tiểu thư xinh đẹp ở chiến trường chém giết, đệ như thế là cư xử không đúng với hai vị tiểu thư này rồi. Tần Tư nhìn Hồng Quân hăng hắc cười, sau đó lại nhìn qua La Băng. Nàng chính là Tu La Ma Giới, Tu La Đế Quân, đệ hôm nay mới biết được nàng là nữ nhi. Hồng Quân bị Tần Tư nói vậy, ý tứ có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nói: Tu La Đế Quân, Tu La Giới có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, thần giới Tu La Thần Vương, La Phàm là gì của ngươi? Tần Tư mỉm cười nhìn La Băng, nhưng với nhân lực của hắn, mặc dù không biết Tu La Thần Vương từ Tu La Giới phi thăng có quan hệ gì, nhưng những gì hắn suy đoán cũng không sai nhiều lắm. Thần giới Tu La Thần Vương chính là tổ tiên của ta. La Băng có chút khom người cung kính nói. Tần Tư trước mắt gây cho nàng rất nhiều áp bách. La Băng một lần nữa cảm thấy thân phận Hồng Quân không có chút nào là bình thường cả. Thú vị, thú vị. Vị tiểu thư xinh đẹp này, Hầu Phí là sư tôn của Ngộ Không, cũng chính là nhị thúc của Tần Sương, từng là đồ đệ của tổ tiên ngươi, mặc dù bây giờ không còn liên lạc gì nữa. Tần Tư lại cười hăng hắc. Ngày xưa Hầu Phí chính là đồ đệ của La Phàm, cả thần giới đều biết sự việc này. Mấy người một chỗ nói chuyện phiếm, không hề để ý đến Kim Nhãn Cương Thần cũng như Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng Huống Nhật Minh. Đột nhiên trong mắt Kim Nhãn Cương Thần lóe lên một tia quang mang, bước tới trước một bước khom người nói: Vãn bối Cương Thi nhất tộc Huống Hưu Xanh xin ra mắt tiền bối, chẳng biết tiền bối xưng hô là như thế nào? Ngươi là lão đầu mấy trăm bức tuổi gọi ta là tiền bối, ta thực sự không dám nhận đâu. Tên ta rất đơn giản thôi, thế nhưng ngươi không cần phải để ý đến. Ta chính là Tần... chính là thần giới đỉnh đỉnh nổi danh thần vương Tần Tư. Tần Tư vốn muốn nói tân thần giới, sau đó nghĩ lại những người này ngay cả thần giới cũng chưa từng đi qua, làm sao mà biết được tân thần giới. Đại ca, huynh đột phá thần vương rồi sao? Hồng Quân con mắt sáng ngời kinh hãi kêu lên. Đúng vậy Tiêu Sương, huynh đã đột phá thần vương cảnh giới, thế nhưng không thể giải thích với đệ được. Tần Tư nhớ lại trước kia mình là thần vương nhưng không thể giúp gì cho đệ của mình, thật là một thần vương vô dụng. Tần Tư chợt cảm thấy một nỗi buồn từ đâu tràn về. Thần vương ư? Mấy người Hồng Quân đều sửng sốt. La Băng đã sớm ngờ Tần Tư không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng nàng không nghĩ Tần Tư lại là một thần vương. Đặc biệt là Cổ Bàn và Phượng Hy, cả hai đều biết mẫu thân của Hồng Quân là sinh mệnh thần vương, đột nhiên xuất hiện một vị ca ca lại cũng là thần vương. Thần vương? Huống Hữu Xanh hít thở một chút khí lạnh. Bọn họ đã được các cương thi tiền bối nói qua, tại thần giới thần vương chính là vô địch, là loại người mà cương thi bọn họ dù có phi thăng cũng không phải là đối thủ có thể so bì. Các người ba lão già này tuổi đã sắp xỉ một chồng rồi, nếu phong bế huyết năng đã là tốt rồi, sao lại muốn cởi bỏ ra? Chỉ cần 3 năm sau các người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiền bối nói rất đúng, nhưng vì tồn tại của tộc ta, chúng ta hy sinh thì có ý nghĩa gì đâu.
Huống Hữu Xanh cười khổ một chút. Bọn họ cả ba người đều cởi bỏ phong bế, chỉ trong vòng 3 năm lôi phạt sẽ giáng xuống, bọn họ có ngăn bế cũng vô dụng, nhất định tính mạng cũng tồn tại không được bao lâu. Thế nhưng chuyện này cũng thật kỳ quái, chủng tộc của các ngươi sao lại bị như thế này? Vấn đề này có lẽ phải hỏi cha thôi. Tần Cư nghiêng đầu, câu nói khó hiểu này khiến Hồng Quân cũng không biết tộc người này đối với cha mình có quan hệ như thế nào. Chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản, tuy nhiên Hồng Quân là đệ đệ duy nhất của ta, ta không muốn thập ma đả thương hắn, các ngươi hiểu chưa? Tần Tư nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kim Nhãn Cương Thần đã cảm thấy trong đó có một loại sát khí đặc trưng. Thương tổn đệ đệ của thần vương, chẳng cần Tần Tư nói ra, bản thân bọn họ cũng không dám. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.